Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách cố định dòng tiêu đề trong Excel Giả sử như ở đây tôi có một bảng dữ liệu Và bảng dữ liệu của tôi á rất là dài Ở phía trên á nó xuất hiện dòng tiêu đề Tuy nhiên khi tôi kéo xuống Thì dòng tiêu đề á nó biến mất Mà dòng tiêu đề bị biến mất á Thì lúc này á tôi rất là khó bao quát nội dung Bây giờ tôi muốn là cố định dòng tiêu đề khi tôi kéo xuống á, thì dòng tiêu đề nó sẽ di chuyển theo luôn. Thì để cố định dòng tiêu đề trong cái cell á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách làm. Đầu tiên á, các bạn chúng ta sẽ vào top view. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn một là freeze banner. Có một tên chỉ xuống này. Các bạn bấm vào. Thì lúc này á nó sẽ xuất hiện ba tùy chọn. Thứ nhất là freeze banner, thứ hai là freeze top row và thứ ba là freeze, first column. Rồi giả sử như đây, tôi muốn là cố định dòng đầu tiên trong bản tính này. Thì dòng đầu tiên á là dòng danh sách thí sinh đăng ký này. Thì tôi sẽ chọn vào freeze top row này. Lúc này á dòng đầu tiên của bảng tính nó đã được cố định. Rồi bây giờ tôi sẽ kéo xuống này. các bạn thấy không? Khi tôi kéo xuống thì chỉ có dòng đầu tiên nó được cố định mà thôi. Đó nó di chuyển theo này các bạn thấy không rồi bây giờ tôi muốn là hủy cố định dòng đầu tiên thì tôi sẽ vào tắt view này chọn vào freeze panel sau đó đây tôi sẽ chọn vào unfreeze panel thì lúc này á dòng đầu tiên nó sẽ không được cố định nữa rồi ở đây tôi muốn là cố định dòng tiêu đề này thì tôi sẽ đặt con chảo chuột ngay dưới dòng tiêu đề Lưu ý nha Nếu mà các bạn chúng ta muốn là cố định dòng tiêu đề Thì chúng ta sẽ đặt con chảo chuột Dưới dòng tiêu đề Đó ở đây Dòng tiêu đề của tôi Nó xuất hiện ở dòng thứ 4 Thì tôi sẽ đặt con chảo chuột Ở dòng thứ 5 này Lưu ý nha Sau đó ở đây tôi sẽ vào tập view Chọn vào Freeze Banner Sau đó ở đây tôi sẽ chọn vào thị chọn đầu tiên Tức là Freeze Banner Thì lúc này á nó sẽ cố định bốn dòng đầu tiên 1, 2, 3, 4 Đó Ban đầu tôi chọn vào ô thứ năm Thì lúc này á 4 ô ở phía trên Nó sẽ được cố định Bây giờ tôi kéo xuống này Đó các bạn thấy không 4 dòng đầu tiên Nó sẽ được cố định Đó Rồi Còn nếu như các bạn chúng ta muốn là Cố định các dòng ở trên cho tới hàng thứ ba thì chúng ta sẽ làm như sau. Rồi bây giờ tôi sẽ hủy cố định đi và freeze pane chọn vào unfreeze pane. Bây giờ tôi muốn là cố định từ dòng đầu tiên tới dòng thứ ba của dữ liệu thì tôi sẽ đặt con trỏ chuột dưới dòng mà tôi muốn cố định. Nhớ nha, muốn cố định ở phía trên thì tôi sẽ đặt ở dòng dưới nó vào top view chọn vào freeze pane. Sau đó chọn vào freeze pane. Đó, thì các dòng ở trên nó sẽ được cố định phải không? đó muốn hủy thì chúng ta vào freeze banner chọn vào unfreeze pane đó như vậy là trong video vừa rồi tôi vừa hướng dẫn cho bạn cách cố định dòng trong excel nếu thấy video hay hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem cảm ơn bạn đã theo dõi